Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và này em lại tiếp tục về một chiếc gian Touring dòng cao cấp XCR 3007, được rất nhiều các bác quan tâm. Vâng, cái dòng gian Touring 3007 XCR này là về mẫu nào là em hết mẫu đó. Rất là hot nhé. Dòng Touring cao cấp của gian XCR 3007, được rất nhiều các bác mong chờ. Và hôm nay em mới về thêm một chiếc nữa. Vâng, và bây giờ chúng ta đã tổng thể chiếc xe. Vâng, xe có tông màu trắng, điểm nhấn là những màu đen ghi nhũng. Đây, em đi tổng thể của mình cho bác xem. Đây là một trong những mẫu dàn em bán chạy nhất, dòng Touring XCR cao cấp 3007 của Ram. Rất nhiều các bác đã đặt hàng ở chiếc Touring này, nhưng mà mẫu này em chỉ có một chiếc thôi. Nhưng mà lần này em lại về thêm một chiếc nữa. Xe làm được kim nhôm Alutic, vẫn là nhôm siêu nhẹ đặc quyền của dòng gian thương hiệu. Đây là màu đen ghi, hơi ngả nhũ nhá. Đây là những vết sọc điểm nhấn cho chiếc khung xe đây. Xe vẫn còn lớp sơn rất sáng và bóng. Model XCR 3007, dòng dao Touring cao cấp của Ram. Tổng thể chiếc xe thì em có khoảng tầm 90%. Đây là website của Ram chính hãng đây. Các bác có thể lên Google tham khảo thêm. Đây là lớp ni lông, bên dưới là lớp ni lông hơi ố màu vàng nhé. Không vấn đề gì với cái lớp ni lông này cả. Cái lớp ni lông này chống và đập xích để xước nó còn không bên dưới. Nó có thể nguyên con xe cũng được. Xe có size S. Khung size S tương đối các thiết hợp với bác cao từ 1m6 đến 1m7. Nước sơn vẫn còn khá là sáng và bóng. Vâng, đây là những giờ dòng XCR trên 3.500 mà được đi dây âm sườn rồi, 3.700 và cao cấp rồi. Những dòng này rất nhiều các bác quan tâm thì em không phải giới thiệu nhiều, các bác cũng biết. Cổ vũ chính hãng của Ram, đi theo xe cũng bảo. Tay lóng chính hãng của Ram là một lớp cao su chứ. Cầm cảm giác rất êm và chắc tay. Chính hãng của Ram luôn rồi. Xe được trang bị với cấu hình cao cấp của dòng Touring Shimano SLX. Gần như là chùm cuối của dòng group xe Touring rồi. Trên Shimano Antut này, Thule, Acela và Alivio đều lên. Càng xe cũng là từ của Ram này. Cái màu cam này là những dòng boy OCR 3007 đời mới, bây giờ là cũng tạo điểm nhấn cho xe nhé. Đấy, bác nhìn rõ. Shimano SLX G-Dup rất là cao cấp nhé. Cái mẫu xe dòng Touring này là mẫu xe mà được rất nhiều các bác chọn. Xe được trang bị với sóc dầu chính hãng của Ram luôn. Đây là thông số mã vạch của xe chính hãng đây. Cặp Bayer nguyên cặp của vành xe Ram nhé. Đây, nó nhìn có thể nhìn rõ ấy. Vành Mayer nguyên cặp của Ram chính hãng. Mayer sau đây. Ram.
Bên này là tem thông số của giảm sóc. Vành hai lớp. Chính hãng của gian luôn. Kích thước lốp nhân 700 x 33 cm. Lốp còn rất là mới nhá các bác nhá. Những cái gai li ti này, những gai li ti nhỏ này là giúp mà bề mặt ma sát của lốp bám đường tốt hơn. Xe vừa được đi trong địa hình đồi núi hoặc là đi dạo phố tập thể dục touring có giảm sóc. Cốt yên cũng có gian chính hãng đây. Vâng, những dòng gian cao cấp thì hãng Breezerlơ này là cũng là dòng của gian chính hãng. Yên xe đây, nguyên bản trong xe. Đây là một vầng sáng. Lớp này là lớp gọi là lớp phản quang đi các bác đi tối nhá. Chính hãng của xe luôn. Dòng bò XR này cao cấp hơn dòng so với dòng 3005 là nó có trang bị một đùi đĩa trục rỗng này. Gạt đĩa ở SLX. Shimano SLX. Pedal bi vòng. Phủ đề DOD. Shimano DOD. Xe được trang bị với 10 tầng lip, 3 đĩa, 2 đĩa cho một hoạt động của xe 20 tốc độ. Vâng, bây giờ chị đánh giống là đánh giá chi tiết cho hoạt động của xe. Lên lip rất mượt. Xích lip của nguyên bản trong xe còn rất là mới các bác nhá. Xuống lip rồi. Những cái dòng touring đời cao cấp XCR 3007 này thì hầu như không có một lỗi nhỏ nào vậy. Xuống đĩa này. Lên đĩa này. Vâng, xe hoạt động rất là tốt và mượt mà. Vâng, em vừa nghe xong tổng thể chi tiết chiếc xe dòng Touring XCR 3007, một mẫu gian cao cấp của dòng Touring của hãng Gian. Được rất nhiều các bác quan tâm và chờ đợi. Mà thì hôm nay em mới về một chiếc xe rất là đẹp nhé. Độ mới còn khoảng tầm trên 90%. Vâng, xe có giá bên em là 11.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kim Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trước ngày mai.